từ chối lội qua chướng ngại vật là bể nước lạnh. Những chú chó nghiệp vụ của đội tuyển Việt Nam đã khiến tất cả những ai có mặt tại thao trường thi đấu của cuộc thi Người Bạn Trung Thành ngày hôm đó phải bật cười vì sự ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đó chắc hẳn là sự bỡ ngỡ, không chỉ bởi điều kiện thời tiết tại Nga, mà còn bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam cử đội tuyển tham gia thi đấu ở nội dung này. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ của Việt Nam là đội duy nhất đoạt giải thưởng ngay từ lần đầu tham gia, gồm cúp vàng giải ba đồng đội bài thi tay súng thiện xạ, cúp vàng đội có nhiều nỗ lực cố gắng nhất trong thi đấu, huy chương bạc cặp vận động viên và chó nghiệp vụ trong bài thi tay súng thiện xạ. Thành tích chung cuộc sau 8 vòng chạy, đội huấn luyện chó nghiệp vụ Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 trên 8 đội thi đấu. Cũng là đội lần đầu tiên có mặt tại hội thao, đội tuyển pháo binh Việt Nam đã xuất sắc chinh phục thử thách ở cả phần thi ban ngày và ban đêm, xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Trong đó, cá nhân Thượng úy Phạm Tuấn Anh đoạt giải pháo thủ có thành tích tốt nhất ở nội dung bắn súng B41. Sau hai giai đoạn thi đấu đầu tiên tại Belarus, đội tuyển bắn tỉa Việt Nam lọt nhóm A1 gồm 4 đội mạnh nhất cùng thi đấu với Belarus, Nga và Uzbekistan. Ở một số bài bắn, đội tuyển bắn tỉa Việt Nam vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 với thành tích bắn hạ toàn bộ mục tiêu. Kết quả chung cuộc, đội bắn tỉa xếp thứ 4 trên 7 đội tham gia. Cũng về ở vị trí thứ 4 trên 9 đội tham gia thi đấu trong cuộc thi môi trường an toàn là đội tuyển hóa học Việt Nam. Tuy không bảo vệ được chiếc huy chương đồng ở Army Games năm ngoái, song đây vẫn là những kinh nghiệm quý báu cho đội tuyển trong thực hiện nhiệm vụ cũng như thi đấu tại các kỳ hội thi, hội thao tiếp theo. Đội tuyển bếp dã chiến Việt Nam nhận giải trình bày món ăn đẹp nhất và đứng ở vị trí thứ 5 trên tổng số 6 đội tham gia năm nay. Ở các nội dung thi đấu cá nhân, đội tuyển quân y Việt Nam gặp bất lợi về thể lực cũng như thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, kết quả các phần thi cá nhân, hầu hết các tuyển thủ của đội tuyển quân y Việt Nam đều lọt top 10 trên tổng số 18 tuyển thủ tham gia thi đấu. Tại hội thao năm nay, đoàn Việt Nam có tới 3 huy chương đồng. Đội tuyển cứu hộ cứu nạn Việt Nam hoàn thành tốt các nội dung thi đấu và giành huy chương đồng, xếp sau chủ nhà Nga và đội tuyển Belarus. Đặc biệt, 3 thành viên của đội tuyển đã được ban tổ chức tặng huân chương hữu nghị vì thành tích thi đấu xuất sắc. Với thời gian hoàn thành thi đấu là 46 phút, đội tuyển công binh Việt Nam bảo vệ thành công huy chương đồng ở kỳ Army Games năm ngoái. Ngoài ra, tiểu đội công binh xung kích của ta cũng được nhận danh hiệu tiểu đội công binh xung kích xuất sắc nhất cuộc thi. Đội tuyển thông tin liên lạc Việt Nam thi đấu trận chung kết với Nga và Belarus đứng thứ 3 chung cuộc giành huy chương đồng. Đây là một nỗ lực rất lớn của các tuyển thủ trong đội tuyển thông tin liên lạc Việt Nam. Năm nay cũng đánh dấu nhiều thành công của Đoàn Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam khi nhận được nhiều giải đề cử ở hạng mục cá nhân như giải nhất giọng hát vàng Army Game 2020, giải nhất múa đôi, giải nhất thi biểu diễn nhạc cụ, giải nhì giọng hát vàng Army Games 2020, giải ba giọng hát vàng Army Games 2020. Đoàn cũng nhận được bằng khen của ban tổ chức vì có thành tích xuất sắc về văn hóa nghệ thuật, đóng góp cho Army Games 2020 và bằng khen trong hoạt động sáng tạo văn hóa tại hội thao. Và không thể không kể đến một thành tích vô cùng ấn tượng và đáng nhớ, đó là tấm huy chương vàng và cúp vô địch của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong cuộc thi xe tăng hành tiến. Tiếp nối truyền thống đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp, kết quả này hứa hẹn tạo ra một bước ngoặt trong lần tham gia hội thi năm sau, khi đội tuyển xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ vào thi đấu tại bảng 1 với các đối thủ mạnh như Nga, Trung Quốc, Belarus.